hôm nay tôi hướng dẫn các bạn trồng cây húng chanh. Cây húng chanh này rất dễ sống. Trước tiên là chúng ta có thể trồng vào những cái chậu để là vừa làm cảnh được. Húng chanh thì thường thường nó là tên là húng, nghĩa là người ta để dùng làm gia vị. Đấy, trước tiên là các bạn cũng cho đất thông thường như mọi cây, và cho đất vào chậu đã. Các bạn cho đến một tầm nhất định để đặt cái bầu cây nó hợp lý. Cây húng chanh ấy nó rất dễ sống. Các bạn vào mùa xuân hè này các bạn có thể chỉ cấu một đoạn cành, ví dụ như một cái cành gãy như này, chúng ta cắm xuống đất là sẽ thành một cây húng ngay. Đấy, nên là cây húng chanh này nó rất dễ sống. Cây húng chanh này ngoài tác dụng để làm gia vị thì nó còn có thể chữa được ho hen, nên nhiều lúc người ta vặt cái lá ngậm với một tí muối ngậm để chữa bệnh ho. Ngoài ra nó còn chữa được cảm cúm. Húng chanh này rất dễ trồng, rất dễ chăm sóc, ở môi trường nắng cũng được, hơi râm một chút cũng được. Đấy, mà húng chanh thì cái nguồn dinh dưỡng của nó, của đất ấy, đối với húng chanh là không quá nhiều như các loại cây khác. Thực ra là bản chất nó là một cái cây trong tự nhiên, nó là cây hoang dại mà cái nguồn sâu bệnh nó rất là ít. Thế mà khi các bạn trồng ấy thì cây húng chanh này ấy, nó sẽ không bị phải dùng thuốc bảo vệ thực vật nhiều, nên thành ra khi ta sử dụng ấy nó không bị cái tình trạng là thực phẩm của chúng ta là không sạch. Đấy, nên cái húng chanh này rất ít người phun, phải phun thuốc sâu mới lại phải phun thuốc bảo vệ thực vật đấy, đại loại là thuốc sâu hay là thuốc muội gì đó. Thế nên là cây này chúng ta có thể vặt một cái lá, ví dụ vặt một cái lá như này, chúng ta rửa sạch, chúng ta cho muối vào, ta gấp đôi lại, ta nhấm thì nó sẽ giảm cái ho, nhất là trẻ con. Cái húng chanh có thể người ta kết hợp với lại như là rễ dâu, rồi là kết hợp với lại cây hẹ, quất hồng bì hoặc là vỏ quả quýt để chúng ta hấp với mật ong hoặc là đường phèn cho vào, để hấp cho vào cái ba cái cốc con hoặc cái bát nhỏ, cho vào nồi cơm hấp. Đấy, chúng ta chắt lên tí nước mật đấy hoặc là nước đường ấy cho trẻ con uống để giảm ho cho trẻ. Thế mà ngoài ra khi các cái bài thuốc cảm, người ta cũng có thể sử dụng cây húng này. Cây húng chanh nó vị rất hắc, hơi đắng. Mà cây cơ bản là húng chanh này rất dễ trồng, các bạn trồng ở môi trường nào nó cũng sống. Đấy, chúng ta có một chậu húng chanh này vừa để làm cảnh, nó cũng như một cây cây cảnh thông thường. Dân gian từ trước giờ vẫn chơi trồng vào bồn để ria cửa để chơi thay một cái cây cảnh thông thường. Đấy, mà mùi nó thơm, tuy rằng hơi hắc nhưng mà rất thơm, rất dễ chịu. Đấy, chúng ta cho đất vào đầy đủ. Cây húng chanh này ấy, sức chịu hàn của nó cũng tốt, và ẩm quá một chút nó cũng vẫn sống được. Ở môi trường nắng quá thì lá hơi vàng một chút, còn nếu mà vào môi trường râm thì là cây lá nó xanh hơn. Các bạn để trên môi trường nắng thì các bạn cần phải tưới nước nhiều hơn một chút để cho cây thấm đủ nước, để tránh được cái phần nó bị thiếu nước, thì ít nước quá nó sẽ vàng lá.